Thì bảo dưỡng 10.000 cây, cái hẹn tiếp theo là 15.000 cây. Người thấy không? Đây, hẹn tiếp theo là 15.000 cây này. Đó. Rồi còn về chiếc xe này thì mình đã đi được 11.000 cây rồi, mình sẽ đọc các hạng mục cho mọi người xem ha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay thêm một vlog tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ có một video mình đi bảo dưỡng xe. Thì ngày hôm nay nói chung là quy trình bảo dưỡng xe thì vô trong hãng thì chắc là mình sẽ không quay nhiều ở trong nữa. Giờ chỉ có chạy xe vô xong rồi bảo dưỡng xe, xong rồi mình sẽ cho mọi người xem cái báo giá của chiếc xe mình bảo dưỡng 10.000 cây nó như thế nào để cho anh em tham khảo ha. Thì khi mua xe rất là nhiều bạn thắc mắc là không biết bảo dưỡng của hãng là nó có mắc không, đúng không? Bảo dưỡng của hãng có mắc không? Thì ngày hôm nay mình trên tiêu chí là một người dùng, và bây giờ mình đã sử dụng chiếc xe này được 11.000 cây rồi. 11.000 cây rồi thì mình sẽ đi bảo dưỡng hạn mức là cứ 5.000 cây một, là bây giờ là 10.000 cây ha. Đó, cứ bảo dưỡng 5.000 cây một rồi á. Thì bây giờ là đã chạy được 11.000 cây thì người ta nói là mức bảo dưỡng 10.000 cây. Thì đi ra hãng Kia Mazda ở Long Khánh, Đồng Nai nha mọi người. Đi ra Kia Mazda Long Khánh, Đồng Nai. Và bây giờ là mình sẽ chờ báo giá của hãng sau 10.000 cây như thế nào, rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người tiếp. Nói chung là sẵn tiện cũng đánh giá sơ sơ với mọi người sau 10.000 cây luôn ha. Thì hiện tại giờ mình đã đi được 10.000 cây và mình cũng đã trải nghiệm khá là nhiều cung đường rồi, và có rất là nhiều câu hỏi của mọi người đặt ra cho mình là xe này chạy có ok không. Thì xe nào cũng chạy cũng ok hết, là ok. Ok ở đây là thì nói như thế nào, ok ở đây thì nó ở cái mức gọi là ổn với mình nha mọi người ha. Đầu tiên là gì, kiểu dáng đẹp, đúng không? Mình rất là thích kiểu dáng của Kia, đẹp. Sang trọng thì chiếc này thì không có sang luôn, không sang lắm đâu. Nó đánh vào cái độ đẹp, cái kiểu thiết kế kiểu thể thao của dòng Kia, cái thiết kế thể thao đẹp thì nó đánh vào cái tâm lý giới trẻ như mình ha. Còn về thiết kế tất cả thì mình thấy đẹp thì ok, thì mình đánh giá sơ bộ vậy thôi ha. Ok, đối với mình ok ha. Còn về chất lượng xe chạy bữa giờ có bị lỗi gì không thì không nha mọi người, trừ đúng một cái là gọi là vừa rồi mình có đi Đắk Nông, là cái lúc mình vô tìm mình đi, mình sụp một cái ổ gà bị phù lốp luôn, hên một cái mâm không biết sao, hên mọi người ha, bị phù lốp, đâm ra là mình phải đảo lốp. Bây giờ mình sẽ lấy cái lốp của bánh xe cua của hãng Kia K3 này, tại vì cái lốp của xe cua, mâm xe cua của Kia là cái lốp đó nó với cái kích cỡ y chang cái lốp mình đang, cái lốp bánh xe ở ngoài bình thường luôn. Tại vì lý do mình phải đổi sang để không thay mới là mình sẽ sau này mình sẽ chạy 4 cái lốp zin này cho nó tới đây, chạy cho nó mòn luôn. Rồi mình sẽ đi 4 cặp lốp Michelin, đi 4 cặp lốp xịn hơn, chạy cho nó êm hơn ha mọi người ha. Nên là mình không thay lốp mới, mình sẽ bấn đảo cái lốp zin ở trong cái bánh xe cua sang cái lốp bị phù ở cái bánh bên tài, bánh bên tài của bên này nè, nó bị phù lốp rồi, vậy thôi. Và cái bảo dưỡng cơ bản của chiếc xe này đối với mình á thì nó khá là ok, bảo dưỡng cứ tầm 2 triệu đổ lại. Nhiều như lên hạng mức cao thì 2 triệu, cần ba cái chi tiết cao hơn thì cần bảo dưỡng cao hơn thì tầm 2 triệu à. Còn bảo dưỡng cái mấy cái cấp cơ bản, thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra này kia thì có tầm 1,5 triệu đổ lại, thì mình nghĩ nó ở cái mức bảo dưỡng khá là ok ha. Nói chung là rẻ đó. Thì nôm na thì 10.000 cây thì không bị lỗi mặt gì nhiều, không bị lỗi nha. Còn mấy cái đánh giá mà điểm mạnh điểm yếu thì mình nghĩ mình chia sẻ với mọi người khá là nhiều rồi, cũng không cần phải chia sẻ nhiều làm gì nữa. Thật sự chia sẻ đi chia sẻ lại thì cũng nhiều đó nội dung thôi. Nên là ngày hôm nay mình sẽ có một video mình sẽ đi hãng bảo dưỡng trong vòng 11.000 cây,
là bảo dưỡng cấp 10.000 cây thôi, 11.000 cây là mình đang chạy tới 11.000 cây, nhưng mà bảo dưỡng cấp 10.000 cây thì sẽ xem cái hóa đơn báo giá của hãng nó như thế nào ha. Nói chung là mình làm cái video này cũng mang tính chất chia sẻ, tại vì xe mình mua là vừa chạy gia đình nhưng mà có kèo mình vẫn nhận chạy dịch vụ nha mọi người ha, vẫn có kèo nhận chạy dịch vụ, nên là đâm ra là mình sẽ cố gắng để mà chia sẻ tới mọi người ha, chia sẻ tới mọi người để mà có cái gì hay hoặc là có cái gì kiểu giống như là về chiếc xe này á, hay này, hay là mình đi đâu mình quay mấy vlog bình thường á, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người để mọi người có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe, cũng như là mình sẽ làm mấy cái vlog đời thường á mọi người ha. Thì bây giờ là mình sẽ đi vô hãng để bảo dưỡng xe thôi, cũng không có biết làm, không cần làm gì mà ghê gớm cả. Mà ở hãng là mình có một thằng MyFan đó, mình có một thằng MyFan đang làm sale ở hãng ha. Đó, mình gần đi tới chỗ bảo dưỡng xe rồi mọi người ạ. Tới hãng Kia rồi. Đây, Kia đây. Đây, phải không? Đây, Kia đây. Đó. Giờ mình sẽ vẹo vô ha. Vẹo vô bảo dưỡng xe. Rồi, ok. À, hôm nay 16 người ta cúng sưởng này. Sao mình cũng sướng. Dây cho đó anh hả? À? Đâm đầu cho được. Đưa hơi bẩn quá. À đúng rồi, cái lốp á, cái lốp sau đảo nha. Rồi. Bảnh bên đây nè. Rồi đảo cái giữ cái mâm lại nha. Rồi. Tại vì không biết để gỡ không. Hay là đảo cái lốp phù sang lại cái bánh xe cua luôn. Ừ. Ha, bơm cho để cái mâm lên. Để cái mâm kia lại. À. Để cái mâm đi ơi. Không. Để lên đảo lốp luôn. Đúng rồi, nhưng mà nó mới phù thôi mà, nó sao đó phù vẫn chạy sơ cua được mà. Chạy cua được. Chứ sao giờ mà tôi mua bánh mới thì nó phí quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiền. Mới có 10.700 à, nhưng mà tôi đi bảo dưỡng luôn tại vì tháng sau là chạy nhiều à. Nên là tôi sợ lại không kịp. Đua Tết đúng không? Đúng rồi. Có chuyến nào về quê không? Không có, chạy xe hoa với lại chạy mà. Dễ hả? Chưa biết chạy xe hoa hả? Rồi ok mọi người ha. Giờ cứ để xe đây bảo dưỡng, thì là bảo dưỡng xong mình sẽ cho mọi người xem cái báo giá ha. À bạn. Bạn đây bạn. Lên. Đâu bạn? Bạn đổ bạn cầm camera. Đây là bạn mình trong hãng này mọi người. Lần nào tới đây mình cũng phải chép hàng thằng bạn mình chút. Cảm ơn đi lùa khách đúng không? Đi lùa khách đúng không? Ngồi lên ngủ. À ok. Rồi để xe bảo dưỡng nha mọi người. Vô trong đây nè. Ok anh em ha, mới bảo dưỡng ở hãng xong. Hết á, bao nhiêu tiền bạn? 2.3 triệu. 2.3 triệu, còn đây là thanh niên bạn mình làm super sale ở hãng Kia Mazda. Ngày hôm nay bảo dưỡng tới gần giờ trưa, sẽ đi ăn trưa ha? Chưa ha? Ok, đi okay. Ăn trưa thôi mọi người. Chúng ta vô trong đây luôn hả? Đúng rồi, đi thẳng hết rồi. Sao bữa giờ lấy vợ cảm giác có suy nghĩ gì ổn không? Bạn mình mới lấy vợ mà. Cái kiểu như một giấc mơ vậy. Vậy hả? Ừ, mở mắt dậy má có vợ rồi. Kiểu... Ôi trời, sướng nhà. Tự nhiên này. Kiểu mình thấy nó vẫn thường nhật như mỗi ngày. Có cái tối về có người ôm thôi. Á chà, nói xong tự nhiên muốn lấy vợ dữ mọi người. Mình vừa rồi mình có chạy xe hoa cho bạn mình ở Đắk Nông, mọi người có xem cái video rất dâu á. Đó, đây.
Nhưng mà được cái là mình có một bạn làm trong Kia Mazda là mình cài người ở trong hãng này. Rất mỗi lần đi bảo dưỡng là được ưu tiên nha mọi người. Đúng rồi. Đấy. Rồi sao mà bảo dưỡng ok rồi là chỉ cần giờ chỉ còn là đi bảo tiền thôi bạn ơi. À ok ok. Nói chung một quán này dân bản sơ có biết được thôi. À. Cũng đi hay bánh canh, bánh canh đấy hả? Bánh canh lóc đó. Ừ. Ok, mình xuống thì mình tập sắt vô. Không tấp sát luôn. Bạn mở cửa xuống. Khách hàng lấy ha, hợp lý. Rồi. Giờ sẽ đi ăn bánh canh nha mọi người. Cái này đi thằng bạn à. Đấy. Rồi, đặt xe đây. Để đi ăn bánh canh. Ây da, tí nữa về sẽ cho mọi người xem cái báo giá của xe ha. Đây, đảo lốp rồi. Ủa, có sẵn luôn hả? Đúng rồi. Phải không đây? Vâng. Mới, chưa kêu. Còn đây, còn đây, còn đây. Chưa kêu mà. Ờ, còn không mệt mong được. À. Mình nói cho mọi người quán này. Đây, đi bảo dưỡng xe được super sale dẫn đi ăn bánh canh ha. Ngon ha, ngon ha. Bánh canh cá lóc. Ok ok, lấy em lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Lóc ngon nhất với đỏ lắm. Ngon nhất với đỏ à? Để coi lóc, đây lóc. Giới thiệu quảng bá cho mọi người. Đây, đây, đây. Cứ mỗi lần đi ra bảo dưỡng xe là được bạn dẫn đi ăn. Thế là cứ chắc là tranh thủ bảo dưỡng liên tục đúng không? Đúng rồi, quán này hơi cực nha. Đông khách lắm ạ. Đông khách lắm, làm không kịp đó. ok ok thôi cho tụi anh thôi, khá là ngon nha. Cái bạn dưới cho tôi đi. Bạn tôi nó biết tính tôi, nó kêu bánh canh thêm mọi người ạ. Biết thôi nha, dạo này mập lắm rồi. Ok ok. Rồi, được rồi. Hả? Rồi. Xeo anh nhiều chứ bạn. Tháng này bánh đủ kia KPI không anh nhiều vậy. Trước vậy đó, anh trước lấy sức qua tháng chạy lại đúng không, cuối năm đúng không? Đúng. Nhiều quá mọi người. Cái tính là anh là tô rưỡi nhờ. Tô rưỡi. Đây là khách hàng thân thiết của mình xong trong tương lai đó, chuẩn bị đó, đó. Còn nhiều người chạy xe này các kiểu ha, vợ có bầu bắt đầu chở đi khám các kiểu ha. Rồi. Rồi. Xa xôi quá bạn lại chạy qua thôi. Dạ không, mình không ngại đường ra. Bạn đi cái đường đến xuống Nho đúng không? Ừ. À. Đúng dành á. Ok. À, hợp lý không? Được không? Đấy. Thôi ăn thôi, ăn thôi. Thôi vậy thôi, vậy thôi. Xong rồi. Rồi, anh xong rồi mọi người. Rồi, với bạn dẫn về công ty rồi bạn đi công việc gì bạn đi đi. Ok. Rồi. Còn muốn cà phê võng thì tiếp tục. Thôi, mình đi về mình còn mấy kèo nữa là xong. Rồi, hôm nay được bạn Lương dẫn đi ăn bánh canh nha mọi người, khá là ngon luôn. Rồi, tiếp tục về tí nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người cái bảng báo giá của hãng về bảo dưỡng 10.000 cây sẽ chia sẻ với mọi người ha. Rồi, thì bảo dưỡng ở hãng xong rồi, đi ăn trưa với thằng bạn chút thì giờ sẽ đi về. Thì để mình chạy trên đường thì mình chia sẻ cũng không được nhiều, nhưng mà hôm nay mình cũng chia sẻ sơ sơ với mọi người ha. Thì cái bảng báo giá đây, thì hết tất cả là 2.3 triệu. Thì 2.3 triệu nó sẽ bao gồm những chi tiết như nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Đây, 2.3 triệu. Rồi, mình sẽ chia sẻ với mọi người về chiếc xe của mình bảo dưỡng xe như thế nào. Thì mình đã chạy được gần 11.000 cây rồi, bảo dưỡng 10.000 cây ha. Đó, thì coi nôm na là giá tiền là 2.7 triệu. Thì nói chung là mình cũng làm một số món cần thiết thôi, cũng là bảo dưỡng theo hãng thôi để tốt cho xe thôi. Thì để tí đó về mình sẽ ngồi phân tích lại những cái món đồ và cái chi tiết mà mình bảo dưỡng trên chiếc xe của mình ha. Thì giờ đang đi trên đường về mọi người này. Đây. Đây, đang đi trên đường về này.
đó. Rồi thì bảo dưỡng xong thì những cảm giác chạy sướng hẳn ra đây em ạ. Bảo dưỡng xong cho hãng xe họ rửa cho mình cái nữa ha, họ rửa xe cho mình cái nữa, xong rồi cảm giác là tự nhiên chiếc xe của mình chạy mạnh hẳn ra sao á. Mỗi lần bảo dưỡng xong là thay nhớt mới nè, thì chạy xe cảm giác nó mượt hơn đấy, kiểu cái cảm giác là vậy. Xong rồi xe sạch sẽ nữa, tăng công suất lên. Kiểu nó công với mấy câu nói vui anh em ạ. Rồi thì hôm nay nôm na như vậy thôi, bảo dưỡng xe, chăm sóc xe. Vừa rồi thay cái bánh xe cua đó không có hiện áp suất lốp, nhưng hôm nay nó hiện rồi mọi người nè. À, nó hiện áp suất lốp rồi nè. Nhưng mà thấy hơi kỳ nha, tại sao cái bánh bên này có 2,1 kg, bánh bên này có 2,1 kg à? Chắc nó chưa xét hết á. Rồi ok, giờ mình sẽ quay sang cái cây xăng Metro mình đổ xăng ha. Mình lên trên kia mình quay đầu mình về mình đổ xăng cái, xong rồi mình sẽ chạy cho tủ về nhà, mình sẽ quay cái đoạn vlog này tiếp theo. Tại vì mình đang ngồi chạy xe mình không có phân tích được, hôm nay là đi bảo dưỡng 10.000 cái vậy thôi, để phục vụ sắp tới nhiều tuyến đường đi trên đường á mọi người, sẽ quay vlog chia sẻ với mọi người nhiều quá, đâm ra là mình phải tranh thủ đi bảo dưỡng ha. Rồi let's go, let's go, đi thôi đi thôi, tranh thủ chạy về ha. Hai mới về tới nhà mọi người ơi. Rồi bây giờ sẽ show cho anh em xem cái bảng báo giá. Ây da, ơi da, tự nhiên ngồi lên xe cái nó thơm hẳn ra mọi người ạ. Đây, sẵn tiện giới thiệu mọi người luôn ha, mình đang xài cái chai nước hoa hương trái cây khá là thơm luôn. Bữa giờ mình đi xe mình gắn cái chai nước hoa này lên được khá là nhiều người khen luôn mọi người ạ. Hơi bị ý tính nha, mình anh em nào mà đi xe mà chạy dịch vụ hoặc là chạy xe gia đình nên có một chai cho thơm xe ha. Nói chung là ai mà kiểu mà mình chở khách, gặp nhiều khách là dễ bị kiểu giống như ta là hơi bị nghe mùi xe là sẽ bị nôn ói á. Mà mình từ khi mình gắn cái chai này lên là gặp mấy vị khách cũng kiểu hơi khó khăn trong việc đi xe hơi á, cũng khó chịu á, mà gắn chai này nước hoa này lên thơm, đâm ra là cũng khen dữ lắm mọi người ạ. Khách cũng khen dữ lắm, mình uy tín với mọi người luôn. Thật sự ai mà đang có nhu cầu mà sử dụng xe và có nhu cầu làm thơm xe, mua chai nước hoa này thử đi ha. Mình sẽ gắn ở trên cái video trên TikTok cho mọi người ha. Thì quay lại với chiếc xe này, sổ bảo hành ha. Thì bảo dưỡng 10.000 cây. Đây, bảo dưỡng 10.000 cây. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái bảng báo giá của mình ha. Ây da, nãy định đi dọc đường quay nhưng mà thôi, vừa đi vừa quay thấy chán quá. Thì bảo dưỡng 10.000 cây, cái hẹn tiếp theo là 15.000 cây. Mọi người thấy không? Đây, hẹn tiếp theo là 15.000 cây nè. Đó. Rồi còn về chiếc xe này thì mình đã đi được 11.000 cây rồi, mình sẽ đọc các hạng mục cho mọi người xem ha. Đầu tiên là công bảo dưỡng này, cấp 2 nè, là 480.000 mọi người ha. Rồi cân bằng đảo lốp, cân bằng động đảo lốp nha. 10.000 cây thì mình nghĩ là anh em nên làm ha, là giảm giá là có các kiểu nè, là 192.000 nè. Đổi vỏ bánh trước trái qua bánh sơ cua và ngược, là có nghĩa là cái bánh trước trái của mình đó, là vừa rồi mình đi chuyến Đắk Nông là nó bị phù lốp nha mọi người ha, bị phù. Thì đâm ra là mình gắn cái bánh xe cua vô trong đây, nên đâm ra giờ mình sẽ bảo họ đổi cái lốp của từ bánh xe cua sang cái bánh đang chạy. Tại vì cái bánh đang chạy nó có cái áp suất lốp, nên là mình phải đảo ha. Mình không mua lốp mới, để sau này mấy cái, để sau này cái lốp này nó mới chạy tới câu chuyện là mình sẽ đi lốp khác, mình sẽ đi một cái 4 lốp xịn hơn ha. Thì công đảo lốp là 240.000 nha. Đây, công đảo đúng một cái lốp rồi đó, 240.000 ha. Rồi cái gói tư vấn dịch vụ nè, chì cân mâm nè, 14.000, số lượng 4 cái, 14.000 là nhân lên là 56.000 ha. Dung dịch xúc rửa động cơ 216.000. Mình chạy tới cái mức này rồi,
chạy tới cái mức 10.000 cây rồi thì mình sẽ sử dụng cái gói dung dịch xúc động cơ cho máy ha. Mình định không làm đâu nhưng mà thôi, 10.000 cây rồi nên mình làm ha. Ok, 216.000. Rồi phụ tùng nè, sang phụ tùng nè. Long đền xả nhớt 11.000. Lọc nhớt. Đó, đợt này phải thay lọc nhớt nữa nha, là 96.000. Mọi người ha, lọc nhớt 96.000. Rồi, sang vật tư dầu mỡ hóa chất là gồm nhớt động cơ du lịch cấp cao Turbo Watt 9000 Future GF6 cấp nhớt SAE 5BK30 là số lượng là 4. Đơn giá là một chai là 167.000 nhân lên ha, lít ta. Lít 4 lít máy thì 4 lít gì nhân lên là 669.000. Nước rửa kính ô tô 54.000. Chất tẩy bố thắng và linh kiện. Nè mọi người, chất tẩy bố thắng và linh kiện 80.000. Gói tra mỡ dầu mã phanh 29.000. Gói tra mỡ ắc và bít tông phanh 36.000. Cộng hết lại là 2.155.000, cộng thêm tiền thuế 172.000. Rồi, ra thành tiền là 2.327. Rồi ok. Thì đây là cái gói bảo dưỡng 10.000 cây của mình chia sẻ với mọi người ha. Đó, thì anh em có gì thắc mắc không? Hẹn tiếp theo là 15.000 cây nè. Đó, ok. 15.000 cây. Xong. Đó là cái gói bảo dưỡng 10.000 cây của mình. Mọi người ha. Đó, thì mọi người có cái đánh giá về chiếc xe này như thế nào không thì mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người. Chứ thật sự là đối với mình là bảo dưỡng 10.000 cây như vậy là cũng khá là ok rồi. Nhưng mình ăn phơ để mở mấy cái cửa cho xe thoáng chút xong sẵn tiện dọn vệ sinh xe luôn. Thì bảo dưỡng 10.000 cây. Đây. À, bảo dưỡng 10.000 cây ha, thì chỉ có tốn từng đó thôi. Thì giờ mình sẽ vừa dọn vệ sinh vừa cũng đánh giá với mọi người. Thì 10.000 cây thì mình cũng trải nghiệm xe này chạy cũng ở cái mức gọi là ổn định so với mình ha. Giá trị bảo dưỡng xe xong rồi cái tiền mà mình đi bảo dưỡng xe thì nó cũng nằm ở trong cái tầm tiền. Nhiều khi anh em nói là em mua xe này bảo dưỡng, nên anh em suy nghĩ là cứ đi mua xe hơi bảo dưỡng là rất là mắc, nhưng có đâu ha, bảo dưỡng cũng khá là rẻ đó. Mình cứ làm mấy cái mục bảo dưỡng của hãng vậy để mà có lỡ có chuyện gì thì hãng nó còn chịu trách nhiệm ha, chứ mình không làm theo hãng là đến khi có vấn đề gì giờ quẻ lên đó. Mấy ông hãng là chuyên gia dạy mọi người. Rồi ok, giờ mình đang dọn cái vệ sinh cái nhà nội thất cho xong đó. Thì anh em có cái gì thắc mắc trong cái biên like mình chia sẻ không? Thật sự là mình theo mình thấy là như vậy cũng khá là ổn rồi ha. Xe khá là dơ. Đi 10.000 cây thì mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng tầm khoảng 7,8 lít trên 100 cây. Mọi người ha. Rồi, ok. Cái này phải xịt nước quá, vòi nước xịt thì mới sạch được. Nhưng mà mình đang ở bên ghế tài thì mình hay bước lên á, nó dơ, từ từ. Rửa sau, bụi cho bớt bụi đó ha. Đó, bớt bụi. Rồi, thì bảo dưỡng 10.000 cây thì mức chi phí mình bỏ ra thì nó chỉ có nhiêu đó thôi mọi người ạ. À. Cũng không có gì mà rồi gọi là mắc lắm đâu. Mình nghĩ nó cũng ở trong cái tầm giá thôi. Về lốp thì mình nghĩ là đi khoảng tầm 40.000 cây hoặc là 45-50.000 cây thì nữa mình sẽ đây. Lốp đi cũng khá là lâu ha. Bố thắng thì mình nghĩ tầm 15.000 cây là phải kiểm tra, hoặc 20.000 cây kiểm tra đổ lại thì xem coi có nên thay thế bố thắng không ha. Rồi còn cái gì nữa, nước làm mát chưa cần, thời điểm bây giờ chưa cần. Gì nữa nhỉ, nước làm mát. Rồi, lốp, cân mâm bấm chì hết rồi ha. Tùy với các hạng mục cơ bản thì mình cũng đã làm hết rồi.
Đó, cái hạng mục cơ bản thì cũng khá là ok rồi, cũng không có gì để mà nói nữa đâu, chỉ có là tiền thôi. Đây à, nước lực kính to là chất tại 4 tháng nè, dung dịch rửa xe động cơ, dung dịch xúc rửa động cơ. Đó, đó là một số những cái chi tiết mình bảo dưỡng trên chiếc xe. Nôm na cũng đơn giản vậy thôi, cũng không có gì nhiều đâu mọi người ha. À, mình cái bánh xe cua của mình nó bị phù lốp, nó bị phù nên là mình đổi cái bánh zin đó, cái bánh theo xe á, cái bánh bên tay á nó bị phù, nên là mình phải đổi bánh xe cua qua, thì cái lốp là cái lốp phù nè, để trong đây luôn bánh bơm ha, để phòng nhớ mày có trường hợp mà bị lủng lốp dưới đường cũng có cái bánh xe cua đi, nhưng mặc dù nó bị phù vẫn chạy được nha mọi người ha. Nhiều anh em sợ nổ nhưng mà chạy nhanh thì cũng hơi sợ nổ á, nhưng mà bình thường thì vẫn ok, vẫn để mà phòng hờ trường hợp bị lủng lốp mình vẫn có cái bánh xe cua để mà gắn. Đấy thì đi là chuẩn bị ghế mà. Ghế để ngồi. Đây cái chai nước, cái chai nước gì đây, nước rửa kính là vẫn còn luôn nè. Nước rửa kính này chắc là để mình chăm, nước rửa kính này mình để mình tự chăm mọi người ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn mấy cái chức năng trên xe thì anh em có cần mình chia sẻ không? Mình chia sẻ nhiều nữa không? Mấy chắc là mình không cần phải làm chia sẻ nhiều ha. Rồi, vậy thôi. Đơn giản là hôm nay chia sẻ với mọi người cái giá tiền mình bảo dưỡng chiếc xe sau 10.000 cây ha, để cho mọi người tham khảo thôi. Nói chung cũng đơn giản à. Thật sự là mình không có đảo lốp á, không có đổi cái lốp bị phù từ bánh xe cua sang á, thì tầm 2 triệu à. Đó, thì mấy cái chi tiết bảo dưỡng cơ bản của chiếc xe này nó phải làm ha mọi người ha, phải làm ha. Đó, vậy thôi thì ok anh em. Mình thì chia sẻ với mọi người về chiếc xe này như vậy thôi, nôm na là có cái gì đó mình chia sẻ ha. Đó. Thì anh em nào mà có vấn đề về video này bình luận cho mình xem ha, cho mình cái bình luận thì mình sẽ giải đáp thắc mắc mọi người. Còn bây giờ mình để mình lau chùi dọn dẹp xe cái để mà có khách gọi thì mình đi liền. Đó, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Thì ngày hôm nay một video chia sẻ về đi bảo dưỡng xe sau 10.000 cây, cái giá tiền với lại cái một số mình làm bảo dưỡng chiếc xe mình chia sẻ với mọi người vậy thôi. Anh em có cái vấn đề nào thắc mắc thì cứ góp ý và bình luận ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp mọi người trong những vlog tiếp theo. Xin chào.